Hi, xin chào các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái cây chanh hôm trước mình đã xử lý để cho cây chanh ra nhiều hoa và đậu được trái nhé các bạn. Đấy, hôm nay nó đã ra được rất là nhiều hoa rồi và cũng có cả trái luôn các bạn. Đấy, hôm nay mình cái clip trước các bạn mà có xem thì các bạn nhớ là mình để cái clip tên clip của nó là xử lý cho cây chanh ra nhiều hoa và đậu được quả đấy các bạn. Đấy thì hôm nay mình sẽ review lại cho bạn xem. Đây các bạn, nếu mà có đã xem video trước của mình thì biết là cái cây chanh mà hôm trước mình đã khoanh cái gốc của nó ấy. Bây giờ vết khoanh gốc của nó đã liền rồi đấy các bạn. Đấy, mình cái clip trước là mình cũng làm được cách đây khoảng 2 tháng rồi các bạn. 2 tháng hoặc hơn 2 tháng gì đó. Thì bây giờ mình sẽ review lại cho bạn. Hôm clip trước mình có nói là bây giờ mình sẽ lúc nào có kết quả mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Đây là cành, bên này là cành mình đã khoanh gốc nhá các bạn. Đây có vết khoanh đây. Đấy, xung quanh vết khoanh là nó mọc ra các cái mầm này các bạn. Đấy. Đấy, vết khoanh đây. Đấy, còn bên này có một cành là mình chưa khoanh nhé, mình để lại để mình so sánh xem giữa cành khoanh và cành không khoanh kết quả nó như thế nào nha các bạn. Đấy, bây giờ các bạn mình sẽ review cái kết quả cho các bạn xem nhé. Đây là cái cành cành chanh, bên này là cành chanh mình không khoanh vỏ, đây không khoanh xung quanh lớp vỏ, nó một lớp mỏng mỏng đấy các bạn, thì nó cũng có ra hoa. Đây bạn nhìn đây, có ra hoa nhưng mà nó ít thưa lắm các bạn. Đây cái cành đấy của nó đây, cũng là không phải là không có, cũng có ra hoa đây các bạn, nhưng mà ra lác đác lắm. Đây đây còn cái hoa ở đây nhé các bạn, hoa đây nhiều, đây là không phải là cái cành bên này nhé, là cái cành mà mình đã khoanh nhé, khoanh xung quanh cái thân của nó đấy các bạn, các nhìn thấy không, ra rất nhiều hoa đấy. Đây các bạn nhìn xem, đây cái cành mà mình khoanh đây, cái quả nó đây, nó có cả đậu được quả rồi đấy các bạn, đây có quả con rồi này, đấy đang đậu quả quả nhỏ đấy các bạn. Các bạn nhìn có rõ không? Đây. Quả rồi đấy các bạn. Đây các bạn nhìn lại cái vết khoanh của nó nhé. Đây là các bạn. Nó đã liền rồi đây, sau hơn 2 tháng nó đã liền 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 cái da của nó rồi đấy các bạn. Đấy, là mình sẽ đưa lên cao để xem cái cành mình khoanh nó ra nhiều hoa không các bạn. Đấy các bạn nhìn xem, rất là nhiều đấy, ở trên cao quá. Đấy các bạn xem, đấy kia là mình khoanh vỏ là nó đã có kết quả rất là tốt rồi các bạn. Đấy, một bên là mình khoanh thì là ra rất nhiều hoa và cũng đậu khá nhiều quả. Còn một bên mà mình không khoanh ấy, mình để nguyên, vẫn cay cay cành cũ của nó ấy, thì nó ra hoa rất là lác đác và thưa các bạn. Mà cái cành mình khoanh rồi thì hoa ra dày đặc. Đấy, có cả quả, quả chanh rồi các bạn đây này.
đây nhé vẫn các bạn nhé, đấy cái cành đây vẫn là cái cành mà mình khoanh nhé, đấy nó lên trên cao đấy, đây nó xuống đây để mình cho các bạn xem cành ở đây xuống đây, cái vết khoanh của mình nó chỗ này đấy, bây giờ nó liền rồi đấy, liền ra các bạn. Đấy thì hôm nay mình cũng review cho các bạn cái kết quả của cái cây chanh mà mình đã xử lý theo phương pháp 2 đấy các bạn. Để cho nó ra nhiều hoa và đậu nhiều trái đấy các bạn. Đấy đến đây mình kết thúc video, bạn xem và thấy có hữu ích thì nhớ like, chia sẻ cho mọi người cùng biết, để cho nhà các bạn mà có trồng chanh thì cũng thêm được kinh nghiệm để làm thế nào để cho cây chanh nó ra được nhiều hoa và đậu được nhiều quả nha các bạn. Đấy thì bạn nào mà chưa nhấn vào nút chuông, nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của Linh Este nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.